Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem một cái danh thắng hòn đá trải của nơi cả của huyện Mang Giang mọi người, là một cảnh đẹp nơi hay tới lui của mọi người của quanh vùng tới chơi á. Thì cái này gọi là hòn đá trải, nó tưởng như một chú voi khổng lồ đang bò trường ở đây mọi người. Mà cái hòn đá trải này á có tên là đá trải bởi vì nó là một đá nguyên khối mà trải dài bao phủ trên mảnh đất, là người ta tính là 1 hecta đó mọi người. Thì mình quay cho mọi người xem, nó nằm ở huyện Mang Giang, ngay thị trấn Con Dơn của cách thị trấn 1 km, cách thành phố Pleiku cũng gần, trung tâm của tỉnh đó. Thì mình đi quay cho mọi người xem là biết. Đá nhiều khối to, hòn đá này nó tựa như đá voi mẹ ở trên huyện Lắc của tỉnh Đắk Lắk đó mọi người, đá voi mẹ, đá voi cha đó, nguyên khối mà to khoảng 1 hecta. Wow. Trước mặt mọi người đó là rừng thông của thị trấn. Đây là những cái hồ tiêu của người dân địa phương và những cây dạ quỳ đỏ mắt vàng vàng. Wow. Wow, thẳng đá đúng rồi, một hecta khác phía xa phía sau đó mọi người. Danh thắng hòn đá trải huyện Mang Giang Gia Lai. Nguyên mang to. Nhìn chỗ bên cạnh là chỗ người dân địa phương hay phải chơi, biết biết nấu ăn ngon lắm, thị trấn luôn. Ô của con voi. Đó mọi người, chỗ mọi người ta chơi bời này, đốt nấu nước. Mình sẽ lên cái đường mòn này xem ở trên phía trước đó là có cái tảng đá gì nữa, rồi mình sẽ quay lại cái tảng đá to nhất này cho mọi người xem. Đá không mọi người ạ. Ồ đó, giống voi con, ở dưới là voi cha voi mẹ. Ủa, trên cái đá đá không nữa kìa, toàn đá thôi. Đây cũng đá nữa. Đá mà trên núi cũng có đá. Đây, coi đó là cái thị trấn mọi người.
bên kia nào người, phía trước họ đã thành đá đá rồi. Bên kia đá nữa kìa, chỗ đầu ngón tay mình đấy, toàn đá. À, chim bình biệt, bình biệt thấy mình bỏ chạy. Mình đi xuống lại cho mọi người xem mảng đá to, cái mảng đá to nhất lộ kia, lộ ra ngoài mọi người dễ hình dung. Hoa ngũ sắc ở đây còn gọi là cây tất khác là cây nho. Cây nho gốc to cổ tay lê. Đá nguyên khối bao phủ cho mảnh đất 1 hecta, thì mình phải dự đoán phỏng đoán nó chắc là lớn nhất, đá nguyên khối lớn nhất của Gia Lai. Xe máy đi khắp nơi luôn mọi người, có một hàng hai người đang phải chơi đi xe máy đi đến đường này luôn. Những cơn mưa nó xuống thì đã lại con râu này nhỉ, nước nó chảy ra cũng là nắng đang hơi râu.
Vậy thôi, video là có lẽ con đã 10 phút rồi, có lẽ mọi người đã hình dung được còn đã trải dân thấy không đã trải này như thế nào rồi. Vậy thôi, video rất là xin kết thúc cho mọi người. Mọi người ở video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.